Em chào các bác. Đây là cái địa lan, cây địa lan Thanh Vũ. Thanh Vũ hay còn gọi Đoàn Thanh. Cây này thì nó cũng rất là nhiều, nó nằm trong bộ cây truyền thống. Cái cây này thì là nó nở trước Tết các bác nhé. Đây là em quay video từ trong Tết. Nhưng bây giờ nó ra riêng rồi. Những cái cây mà cây truyền thống ấy, như cái cây Thanh Vũ này là cái cây truyền thống, thì là những cái cây truyền thống ấy, nó có cái nhược điểm và ưu điểm khác so với những cái cây đột biến ấy. Là nhược điểm của nó thì là hoa của nó nếu mà để mình ngắm từng bông ấy, thì nó sẽ không được đẹp bằng là mình đang ngắm những cây địa lan đột biến. Còn nếu mà để mà ngắm theo từng chùm và nở đúng Tết thì cái này lại là ưu điểm hơn những cây địa lan đột biến. Ví dụ đơn giản như là cây địa lan đại hoàng với cả cái cây này, thì cái đại hoàng thường sẽ nở sau Tết chút các bác. Còn cái cây này nó sẽ nở đúng Tết và ngắm thành từng chùm thì rất là đẹp. Đây các bác thấy không ạ? Nhưng khá là cây này cái đặc trưng của nó là lá nó hơi bị gãy. Nó hay bị gãy đây các bác. Đấy, cái chùm lá nó hay gãy này. Nó xòe ngang và gãy. Cần hoa nó không thoát cao bằng cây thanh ngọc. Cái thanh ngọc thì nó thoát cao hơn. Cái này thì nó dạng như kiểu là hoàng kim bảo ấy. Hoàng kim bảo thì nó phổ thông hơn cây này và giá nó rẻ hơn. Hoa nó cũng thấp thấp kiểu vậy. Có nghĩa là nó xem tầm lá các bác. Xem tầm lá đây xong rồi là nó có luôn. Cái lá của nó cũng có cái dạng úp thìa như này. Dạng úp thìa các bác. Úp thìa dạng như kiểu cái cây cái lá kiếm xanh Huế. Đấy, đây hay gọi như vậy. Đương nhiên là nó cũng sẽ có những cái lá nọ lá kia. Cái độ gai của nó và mình sờ, mình cảm nhận cái độ gai ở hai mép lá các bác. Tại sao mà các cụ hay mọi người hay sờ cái mép lá này, bởi vì cảm nhận cái độ gai của nó. Cái này thì nó gai nó cũng có gai như những cái cây địa lan khác. Cây địa lan thì thường nó sẽ có gai ở mép lá. Mình sẽ cảm nhận cái độ gai dày hoặc mỏng tùy từng cây. Tùy từng chất của từng cây. Những cái đó thì em không thể mô tả được. Còn mô tả ví dụ như cái thân củ này thì nó rất là to tròn thì có thể mô tả được để các bác có thể biết được. Và cái cây này thân mầm xanh sạch. Nó cũng như là những cái cây địa lan xuân đột biến khác. Đấy, thân mầm xanh sạch thì nó mới có thể ra hoa xanh được. Còn nếu thân mầm tím thì nó không thể ra hoa xanh được, nó sẽ là mạc các bác. Thì những cái đó, như cái đó là cái mô tả được. Hoặc là như đây, cái lá của nó là hay bị gãy. Các bác nhìn thấy cái dáng lá của này. Nó hay gãy, nó hay bị gập ấy. Chứ nó không được cong mịn như là cái hoàng vũ. Hoàng vũ thì nó mịn hơn. Cái này lá dài, lá võng, huyền diệp. Nhưng mà nó lại lá nó không hay bị gãy. Lá rất là mịn, mềm. Còn cái cây này thì là nó là dạng bình diệp nhưng mà nó dài quá, đâm nó hay gãy nhiều quá. Cái cây này thì nó cũng là một cây xanh vàng trơn. Và ưu điểm của cái thằng hàng truyền thống ấy, các cụ ngày xưa gọi là hàng truyền thống ấy, thì đấy các bác thấy là nó nở đúng Tết. Như cái này nở trước Tết tí là mình chơi, là nở đúng Tết thì là cũng là rất là đẹp. Hoa của nó thì nó cũng, cây này thì nó không có đặc trưng nhiều. Thế nên là các bác mà có chụp một bông ấy, hoặc là chụp cả chùm này ấy, thì nhìn nó cũng rất là khó. Tại vì nó đặc trưng nó không rõ rệt. Có những cái cây mà đặc trưng rõ rệt ấy, khi mà mình nhìn bông ấy thì mình mới nhận ra được. Còn những cái cây truyền thống như này ấy, thì nó rất là giống nhau. Nó giống nhau nên là mình rất là khó để nhìn một bông mình có thể đánh giá được. Nó cũng như kiểu là cái cây thanh ngọc cũng thế thôi. Bản thân của nó là khác nhau, nhưng khác nhau là chủ yếu là bộ lá. Còn cái cây như bông hoa nó thì xem nhau. Các bác ví dụ như cái cây thanh trường này, thực ra thì cái bông này nó cũng cây này, cây thanh vũ. Cái này thì nó bông của nó thì nó cũng không đặc sắc nhiều, nó cũng là xanh vàng trơn. Và chùm hoa thì nó cũng khá là dày. Chùm hoa khá dày, nó khoảng tầm độ trên 10 bông. Các bác khoảng trên 10 bông. Còn nhiều hoa hơn thì mình nuôi tốt hơn, nó có thể đạt tầm từ 15 đến 20 bông. Cái cây này và hoa nó thì nó cũng dạng này thôi. Nó cũng xoay ra nhiều hướng chứ nó không chia đều như là nó vịn cần và chia đều như là một số những cây khác. Cái này thì nó chia nó cứ lung tung vậy. Nó cứ chia hướng nọ hướng kia, chia lung tung. Và nó chia là nó sẽ không ổn định, bởi vì là cái khí hậu thời tiết từng năm và tùy từng vườn nữa. Có vườn thì nó chia nó sẽ đều hơn, có vườn nó sẽ phụ thuộc ánh sáng ấy. Nó sẽ quay theo hướng ánh sáng nhiều. Nó quay theo hướng ánh sáng. Hướng nào ánh sáng nhiều thì nó sẽ quay hướng đó. Còn hướng ít ánh sáng thì nó sẽ quay nó không quay vào chỗ ít ánh sáng đâu. Nó chủ yếu quay theo hướng nhiều ánh sáng các bạn. Cái cây này thì nó cũng là một cây gọi là mình ngắm tổng thể thì nó rất là đẹp. Nó nằm trong bộ truyền thống, nở Tết, thơm.
các bạn. Chứ còn nếu mà để nói ngắm từng bông thì nó không không có gì đặc sắc để chúng ta nhấn mạnh quá nhiều các bạn. Nhưng cái cây này thì nó cũng là một cái cây mà mình cũng có thể nên sưu tầm với những các bác thích cây thân lá to, thân lá to và hoa nhiều nở tết, tại vì nó là cái truyền thống mà. Cái truyền thống thì gần như cây nào cũng nở tết hết các bạn. Còn những cái cây đột biến ấy, thì nó mới hay nở xuân, nó là cái địa lan xuân đột biến ấy. Còn cái cây này là cây truyền thống mà, cây truyền thống thì là nó sẽ nở đúng tết, như hoàng vũ hay thanh ngọc ấy, ví dụ như vậy các bạn. Thì mình chơi một cái chậu truyền thống ấy, thì mình thường mình trồng chậu mặt dàn, chậu to một chút, các bác trồng nổi lên một tí, cây nó to cao ra nhiều hoa, tết mình bê vào nhà chơi để rất là đẹp, có một cái đôn chị y lên tuyệt vời. Em cảm ơn các bác, em chào các bác.